đường đi hoang dã vô lý của siêu bão chết người Gami. Bão Gami có sức gió mạnh 220 km/h, giật 240 km/h, đạt đến cường độ siêu bão ở Thái Bình Dương. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công hòn đảo Đài Loan trong 8 năm qua. Gió lớn đã quật ngã người, cây cối, nhiều nhà cửa vỡ tan và bị những trận mưa cực lớn lên hơn 1.000mm cuốn trôi, đường phố ngập lụt sâu, ít nhất 5 người tử vong, hơn 600 người phải di rời. Bên cạnh việc gây nguy hại, bão Gami còn khiến nhiều nhà khí tượng học bối rối khi hướng đi hoàn toàn hoang dã, vô lý và điên rồ. Khi sắp vào Đài Loan, các cơ quan khí tượng trong khu vực và trên thế giới vẫn dự báo nó sẽ đi thẳng. Thế nhưng, vào tối muộn ngày 24 tháng 7, bão Gami bỗng nhiên rẽ trái, nghiêng về phía nam, rồi cong về phía đông và lại vòng ngược lên phía bắc, như thể một quả bóng nhỏ va vào gần bờ biển Đài Loan rồi nảy ra, tạo thành một đường tròn ngược chiều kim đồng hồ trước khi thực sự đổ bộ, khiến nhiều nhà khí tượng vô cùng ngạc nhiên. Vì với các cơn bão lớn, đây là một đường di chuyển hiếm gặp. Hiện tượng này đã được chuyên gia nghiên cứu và lý giải là do sự tương tác của bão Gami với những dãy núi ở Đài Loan khiến tính đối xứng của bão Gami bị phá vỡ. Bão va vào núi, bị địa hình ở đó chặn lại nên mới bị chệch khỏi đường đi dự đoán ban đầu.